Rồi. Cho tam giác ABC có đường keo là AH. Rồi, mình cứ vẽ tam giác như thế này ra. ABC đường keo AH là tam giác này không có vuông như vậy. Không có vuông ha. Nên đĩa đừng có đặc biệt quá. Rồi, có đường keo là AH như thế này. A đây ha. BC. Rồi gọi Y là trung điểm của AC. Y là trung điểm của AC ha. Và Y nằm ở đây. Rồi. Rồi E là điểm đối xứng với H qua Y. E để nó xứng với H của Y nghĩa là từ nghĩa là Y H sẽ bằng với Y thì E ha. Mày sẽ giải như thế này các bạn để ý nè, cái này vẽ cỡ nào nó cũng ra cái hình chữ nhật đó ha, nên các bạn vẽ cho nó ngay cái hình chữ nhật của nó là mình sẽ vẽ thành đúng rồi. Rồi Y ở giữa ha, để ở đây điểm Y. Rồi trên đây của mình là điểm E ha. E đối xứng với Y, đối xứng với H á, và Y á. Nên E nó sẽ bằng với Y, thì H là nhất là E bằng IH nè. Thứ hai á, là ta có Y là trung điểm của AC. Y là trung điểm của AC á, nên AI nè, nó sẽ bằng với IC ha. AI sẽ bằng IC, vậy các bạn. Rồi. Rồi chưa biết nói gì nha rồi. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của HC và CE. HC và CE. M là trung điểm của HC. Vậy M đây ha. Rồi N là trung điểm của CE. Vậy N nó sẽ nằm ở đây. N đi ha. Các đường thẳng, cái đường thẳng AM AN ha, cắt HE, cắt HE từ G và K đúng không, từ G và K thì mình sẽ nói AM rồi sẽ nói tiếp tục là nói AN ha. Rồi cắt HK nè, HE này, cắt HE tại G và G, nghĩa là điểm G nó sẽ nằm ở đây ha. Còn đây thì cái điểm K rồi, điểm K đây ha. Hơi nhỉ. Rồi tắt ở đây điểm G nha bạn. Ở đây điểm K K rồi. Chứng minh tứ giác AHCE là hình chữ nhật. AHCE là hình chữ nhật. Rồi, đạt. Đạt đạt. Đạt làm đi đạt ơi. AHCE là hình chữ nhật còn sao em? Alo, đâu rồi? Em vui. Cái thằng bé này. Nó chạy đâu rồi? AHC là chữ nhật. Đạt.
Rồi, bạn nào làm đi. Rồi, bạn khác đi, bạn nào tự nguyện. Tự nguyện đi xíu rồi không gọi nữa ha. Rồi, bạn nào xung phong. Chứng minh HCE là hình chữ nhật. Đây là một thầy quá dễ ha. Rồi, gì rồi đẹp á, rồi đẹp câu A sao đẹp dạ câu A qua thì sẽ của sẽ em qua là mấy vậy câu A 13 ông ơi. thứ ba và năm xét tứ giác AHC ta có AI bằng CI do I là trung điểm, HI bằng EI do E là điểm đối xứng với HY, thì ra AHC là hình hữu một, thì AH là đường ca, AH đường cao chia ra A bằng 90 độ X2, thì một và X2 chia ra tứ giác A, CI là hình chữ nhật. Ghê vậy ta. Được Rồi xét tứ giác AHC em được, ta phải có gì thứ nhất là AI sẽ bằng IC ha, lý do đó là I là trung điểm của AC, cái thứ hai là IH sẽ bằng IE, lý do là H là điểm đối xứng với E qua I ha, qua I đi cha. Rồi từ hai thằng này nó cách nhau từ trung điểm của mỗi đường nè đúng không, cách nhau từ trung điểm của mỗi đường á nên nó sẽ là hành thành gì, thành bình thành ha đúng không, cái nhà từ trung điểm của mấy đường nên nó sẽ là hình thành thôi, suy ra tứ giác AHCE là hình bình hành. Rồi rồi mà ta có gì, ta có AH vuông góc với B, BC góc BC Dạ hát từ sao được ha, vậy AH liền cao nhất là dạ từ sao được, nhưng mà ghi nó dài dòng quá, mình ghi AH góc BC thì rồi ngắn gọn hơn không, nên suy ra cái góc AHC sẽ bằng 90 độ dạ rồi nên tiếp tục suy ra ha, suy ra tứ giác AHCE là hình bình hành tối là hình chữ nhật. Rồi xong không. năm câu B Rồi câu A nè, hình bình hành có một cái vuông nó hình chữ nhật nha, rồi cái chất đó. Rồi câu B đạt, dạ câu B là dạ câu B về AM xét tam giác AEC ta có A là đường tuyến của EC, dài N là trung điểm của EC, N là đường trung tuyến của AC do Y là trung điểm của A. Cái Y là đường trung tuyến của AC do Y là trung điểm của AC và AN và EI cách nhau tại giao điểm K. Tại cách nhau tại K. Suy ra K là trọng tâm, suy ra EK bằng 2 phần 3 EI. ừ, sao sao nữa, Rồi chứng minh tương tự cho A, chứng minh tương tự cho AG bằng 2 phần 3. Em có làm chi tiết mà lười nói. rồi ok, đầu tiên người ta có xét tam giác E C ha, là có AM là trung tuyến nè, rồi của AN là trung tuyến chứ, AN là trung tuyến này ha, rồi IE có tam giác AEC này ha, AN là trung tuyến rồi IE cũng là trung tuyến ha, IE là trung tuyến, đây mình sẽ suy ra G là trọng tâm ha, giao điểm của ba đường trung tuyến chính là trọng tâm, trọng tâm tam giác AEC ha. Rồi O E C, rồi đó là trọng tâm á, thì mình sẽ suy ra là
IK, IK này ha, nó sẽ bằng ở Shiraka là trọng tâm chứ, K ha, nhầm, K là trọng tâm, rồi thì IK nó sẽ bằng cái gì? Nó bằng 1 phần 3 IE ha, bằng 1 3 IE, được yeah. Suy ra IK nó sẽ bằng 1 phần 3 IE. Rồi. Và cái gì? Và IK nó cũng bằng 1 phần 2 KE ha. IK của thầy. Sao? Em làm kiểu em suy ra IK bằng mặt trời, em mới xuống dưới lên đi là bằng 1 phần 3 IK 1 phần 3 thầy nọ cho cùng thầy IK bằng HG IK bằng bằng HG em biết là 1 phần 3 em làm gì được không? Em biết làm sao biết nó logic từ được rồi à. Lát em chụp với thầy chắc ăn IK là 1 phần 3 IE là hết nhất ha. Rồi IK nó cũng bằng bao nhiêu nữa? Nó cũng bằng 1 phần 2 gì? 1 phần 2 KE đúng không? KE ha. Rồi đánh này số 1 đây. Rồi tương tự á, thì mình sẽ xét cái tam giác nào? Tương tự á, thì mình sẽ xét cái tam giác AHC đúng không? AHC ha. Thấy em biết đó chưa? Tam giác ở dưới đó. AHC, AHC nè, có AM là trung tuyến, rồi HI cũng là trung tuyến ha, nên G là trọng tâm này nha, có AM, à, trên đây là N nha các bạn, trên đây là N ha, rồi AM là trung tuyến và HI cũng là trung tuyến á, nên chúng ta là G là trọng tâm này ha, G là trọng tâm, nên suy ra G. Và cái này mình sẽ suy ra IG ha. IG nó sẽ bằng 1 phần 3 IH ha. IG bằng 1 phần 3 IH. Rồi. Nó sẽ bằng 1 phần 3 1 phần 3 gì nhỉ? HG ha. 1 phần 2 HG chứ. IG nó sẽ bằng 1 phần 2 HG ha. Cái đoạn IG nó chiếm 1 phần, HG nó chiếm 2 phần đó ha. Rồi đến đây là số 2. Vậy thì từ 1 và 2 cho ta cái gì? Mà thêm cái nữa nha, là cái gì? Mà IH có bằng với IE không? Mà IH là bằng với IE. IH là bằng với IE. Ha. Nhắc một IE đó. Rồi đến đó là số 3 luôn ha. Số 3. Vậy thì từ 1, 2, 3 đó cho ta cái gì các bạn? IH bằng IE chỗ này rồi nè. Nghĩa là IG cũng phải bằng IK đúng không? IG cũng phải bằng IK. Rồi. KE nó cũng phải bằng H. HG đúng không? KE nó bằng HG. Ok. Rồi từ 1 và 2 suy ra thì ba cái đường đó nó sẽ bằng nhau ha. Rồi nó bằng nhau. Rồi suy ra IG nè. IG sẽ bằng IK. Rồi HG sẽ bằng với KE đúng không? KE. Mà KE là bằng cái gì các bạn? KE chính là bằng cái gì? Bằng cái gì các bạn? Cái mình cần chứng minh là gì? Chứng minh HG bằng GK. HG bằng GK, nó chưa có GK nè ha. Mà KE chính là bằng cái gì đây? KE chính là cái gì em? KE chỗ này nè. Ủa HG chứ, HG chứ. HG nè.
với KE nè. HG bằng KE là bằng cái gì nhỉ? Bằng gì đẹp? Tới đây sao nữa? Làm sao để ra? Dạ. Tới đây bằng gì nữa? Tôi nói ra nó kêu phải chứng minh. À, bằng. Nhưng em sai một bước rồi thầy. Em quên luôn. Gì vậy? Em cảm giác em sẽ sai rồi đó. Cuối cùng bắt đầu sẽ sai rồi đó. Sao mà sai? Thôi, để em. Nè, thứ nhất là ta có IG bằng với IK nè, thấy chưa? IG bằng với IK thứ nhất nè. Rồi HG sẽ bằng với KE nè, thứ hai. Mà cái điều mình cần chứng minh đó là HG bằng với GK. HG sẽ bằng với GK chứ sẽ bằng với K KE ha. Vậy thì GK là bằng nhiêu các bạn? Bằng luôn gì? Có bằng luôn IG không? IG cộng với IK không? Đúng không? Và nó sẽ bằng luôn IG cộng IK ha. Bởi vì IG là bằng cái gì? IG là bằng 1 phần 3 IH nè. Rồi IK, IK cũng bằng 1 phần 3 IE ha. Mà IE là bằng với I IH á. Được chưa? Nên chỗ này nó sẽ bằng nhau nè. Rồi vậy thì từ đây suy ra ba cái đoạn thẳng của mình bằng nhau ha, là HG nó sẽ bằng với G sẽ bằng với KE, rồi IG cộng cho IK đó chính là bằng GK đó. Ok ha, điều phải chứng minh này được chưa? Rồi, được ha. Rồi, bài số 5. Bài số 5 mình làm rồi. Mỹ An làm rồi. Mỹ An hả? Rồi thôi. Rồi, bài số 5. Là thầy cho đang đạt 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 làm mười bốn bài số 5 là cho dạ. Hình ok, cho hình chữ nhật ha, anh để thầy cho nó sửa. Ok, bài 4 là rồi. À, bài 4 để các bạn tự làm đi. Dạ. Rồi cho hình chữ nhật ABCD như thế này ha. Nói C với một điểm E bất kỳ trên đường chéo BD. Chữ nhật này A nè, B nè, rồi C đây ha. Đây. Rồi nói C với một điểm bất kỳ thuộc đường chéo BD. Nghĩa là mình phải nói cái BD lại ha. Rồi nói C với một điểm bất kỳ, nói C C với E ha. C với E là một điểm bất kỳ đó. Dạ, yeah, với E là một điểm bất kỳ á. Rồi mình cho điểm E nằm đâu các bạn? À, rồi trên tia đó của EC tới điểm F. EC lấy điểm F sao cho EF bằng EC. Rồi ví dụ thì nói điểm điểm E đây đi ha. Điểm E ở đây. Rồi trên tia đối, trên tia đối của EC, nghĩa là EC chỗ này nè, lấy điểm F sao cho EF bằng với EC. Nghĩa là lấy điểm F á, sao cho cái đoạn EF chỗ này nó phải bằng cái đoạn EC trên đây ha. Thầy đang nhớ là máy gì thầy? Bài số 5. Đúng không? Bài số 5. Ủa
4 sống với 14. Rồi bấm mấy các bạn thử làm. Rồi đây là điểm F này ha. Rồi chỗ này là điểm E nè, điểm E lấy bất kỳ. Rồi lấy điểm E bất kỳ ở đây ha. E đối xứng sao cho EF bằng với EC. EF bằng với EC ha, là hai cái đoạn này bằng nhau nè. Đó, hai đoạn bằng nhau ha. Rồi, rồi H và K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ từ ai. Rồi H và K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ K ha. H là chân đường vuông góc kẻ từ K đến AB. Chân đường vuông góc là vẽ vuông góc vào đó em. Vẽ vuông góc với AB đó. Được chưa? Rồi H và K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ K đến AB. AD. Và kẻ như thế nào các bạn? AB chỗ này nè. AD chỗ này á. Ủa cái bài này cái hình gì á sao? Hả? Ba đôi từ. Thì bà ấy thầy không biết hỏi cái hình này vẽ như thế nào nè. FK là hình chữ nhật. FK chân đường vuông góc kẻ từ K. Kẻ từ K cái đề này nó sai rồi nhỉ. K hả? Chưa có K mà sao kẻ từ K được? Rồi bạn nào vẽ được cái hình này chưa? Nói C với một điểm E bất kỳ. Thầy nó cũng thấy nó sai sai. Nhưng mà ra được cái hình là AHFK là chữ nhật á. Ở dưới đây là AF phải song song với BD. BD đây đúng không? Vì AF song song với BD chỗ này nè. Rồi AF sẽ song song với BD chỗ này. Chắc chắn phải nói AF này đó. Ha. Rồi KH song song với AC. KH song song với AC. KH. Ôi cái hình này lạ quá nhỉ, nhìn không có lên hình nào. Ừ. Còn chưa có H nữa mà. Chưa có K ở đâu luôn. Chân đường vuông góc kẻ từ K, nhưng mà thành ra chỗ này không phải điểm K, là một điểm nào đó đó. Đúng không? Được rồi. Rồi nó không phải điểm K. Đó. Sao ra đổi điểm ra được không? À, 3 điểm à, đây nè, 3 điểm E H K thẳng hàng. E H K thẳng hàng nghĩa là nó nằm trên trục đường này nè. A AF song song với BD. AF song song với BD. Là con. Rồi KH. Hoặc là K là K là giao dụng ở hai bên chỗ. Rồi thầy nói AC trước đi ha, nói AC rồi. Rồi. K là chân đường vuông góc kẻ từ K. Nó bị sai ngay chỗ điểm K này nè.
đúng không? Nó kiểu nó bỏ qua đi thôi. Quen thì từ để sửa đề có làm được không nè ha. Hết đề rồi. Nó bị sao nghe trời nói với bạn. À, rồi thì xem lại nhé. Trên cái đó để hết các bạn lúc với FH vuông góc với AB. AB là điểm H đây nè các bạn. Ha, FH. FH vuông góc với AC, AB. FK vuông góc với AD không? FK vuông góc với AD. Vuông góc phải vậy như thế này ha. Chế đề được được không ha? Rồi. AF song song với BD, AF song với BD chắc chắn rồi. KH song song với AC. Rồi, chắc đúng rồi các bạn ơi. Rồi, chắc trên đây là điểm điểm K trên này ha. KH song song với AC á, đúng rồi. KH này nó sẽ song song với AC đó. Rồi đúng rồi ha, hình như thế này nha. Rồi, H và K lần lượt ở trên đường vuông góc kẻ từ F. Kẻ từ F nha. Kẻ từ F mới đúng. Rồi sửa đề thầy ha, chỗ là chữ F mới đúng nha. Chỗ này chữ F nè. Rồi thấy có ra không ha? Rồi tứ giác AKHF nè, đúng rồi, nó ra chữ nhật đó. Thấy chưa? AKHF đó. Rồi chứng minh tứ giác đó là hình chữ nhật. Giác nhỏ ở trên này các bạn, chứng minh sao? Nè, xét nha. Muốn chứng minh cái nào là hình chữ nhật có thì mình sẽ tứ giác đó nha, tứ giác đó ha. Rồi sửa lại cho thầy chữ K tới hình chữ F cái này ha. Xét tứ giác AKFH ha, AKFH là có thứ nhất có gì nè, có góc kẻ vuông góc đúng không, kẻ vuông góc nghĩa là cái góc nghĩa là FH nè để vuông góc với cái này vuông góc nè. Rồi FK nó cũng phải vuông góc cái này ha, FK vuông góc với AB mà được chưa. Rồi mà tứ giác ABCD là hình chữ nhật á, nên góc này á là góc vuông đúng không, đúng không? Vậy vuông ở dưới đây thì trên đây cũng phải thì vuông đúng chưa, đó vuông trên vuông dưới á, nên tứ giác có ba góc vuông thì nó sẽ là hình chữ nhật được chưa. Rồi bạn nào kỹ hơn á thì các bạn có thể lý luận ra tại sao nó vuông ha. Rồi xét tứ giác đó có cái góc gì a nè, bạn nào kỹ hơn á thì các bạn có thể lý luận trước là gì nè. Thứ nhất là ta có nè, ta có FK vuông góc với AB đúng không, AB ha, nên suy ra cái góc, nên suy ra cái góc nè, FK vuông góc với AB thì cái góc FKD đây ha, FKA đi, KH sẽ bằng 90 độ thứ nhất. Rồi cái thứ hai á là ta có F, rồi cái này giả thuyết nè, các bạn ghi thêm giả thuyết vô như thế này là không ai trừ điểm này được đâu. Rồi thứ nhất là FH nè, FH cũng vuông góc với cái này là FK vuông góc với AD các bạn, AD ha, AD. Rồi FH thì vuông góc với AB ha,
giả thuyết người ta cho đó, nó với AB. Rồi chỗ này là giả thuyết ha. Rồi vậy thì từ đây mình suy ra là cái góc FHE, FHE sẽ bằng 90 độ ha, 90 độ. Rồi mặt khác ta có nè, mặt khác ta có cái góc KAH á, chính là bằng cái gì? 180 trừ đi cái góc BAD ha, BAD ha, tức là 180 trừ đi 90, nó sẽ bằng 90 đó. Hay nói cái khác á là hai góc kề bù quá ha, hai góc kề bù á, được chưa? Rồi 90 độ nghĩa là mình chứng minh được ba cái góc này bằng 90 độ nè. Vì xét tứ giác này thì có ba góc bằng 90 độ, là có góc FKA bằng với FHA rồi bằng với KAH chính là bằng 90 độ. Nên suy ra cái tứ giác của mình là hình chữ nhật. Xong hết các bạn. Suy ra AKFH và hình chữ nhật. Hình chữ nhật có ba góc vuông á. Yeah. Chứng minh nó có ba góc vuông thì nó sẽ là hình chữ nhật. Câu B. Chứng minh AF song song với BD. Đây là A đường AF, AF này nè, song song với BD ha. Còn sao? Rồi cái chỗ này là điểm E nha các bạn, còn ở đây là điểm O ha, mình sẽ gọi là điểm O đi. Rồi O là giao điểm của AC với BD nè. Rồi điểm O chỗ này ha. Còn ở trên đây là điểm E nè. Rồi điểm E đây ha. Đó. Rồi O là giao điểm của AC và BD ha. Rồi suy ra AEO là đường trung bình của tam giác đó. Đây gợi ý ha. Rồi thứ nhất mình gọi O là giao điểm của AC và BD ha. Rồi gọi M là giao điểm của HK và AF ha. HK ở đây nè, ở trong đây nè ha. HK với AF. Rồi mình gọi là M đi ha. Nó hơi bé tí trên đây ha, các bạn chịu khó nhìn nha. Rồi gọi O là giao điểm của AC giao với là cái dấu này các bạn, giao với BD ha, BD. Rồi M là giao điểm của AF và KH ha. AF và KH. Giao điểm đó. Chứng minh AF song song với BD. Chứng minh AF song song với BD thì mình sẽ chứng minh như thế nào? Chứng minh OE là gì các bạn? OE là đường trung bình ha của tam giác CAF này ra. Mình thấy tam giác nè, CAF này ha. Có nè. Có gì? Trong tam giác CAF á là có CO sẽ bằng với OA. CO sẽ bằng với OA ha. Thứ nhất. Rồi thứ hai á, E là trung điểm của FC ha. Để cho đó nên sẽ ra OE là đường trung bình. OE là đường trung bình nghĩa là nó sẽ song song với AF, được chưa? Và nó song song với AF đó thì cũng có nghĩa là nó song song với BD, được chưa? Còn BD ha, vì OE nằm trên BD ha. Được chưa các bạn? Rồi xét tam giác AE của AFC chứ, AFC ha. Đó. Rồi có thứ nhất á là mình sẽ có O, OC bằng OA ha. OC sẽ bằng với OA là do gì các bạn?
OC bằng với OE là giả thuyết ha. Đường chéo của hình vuông đó ha, ở đường chéo nãy người ta cho O là trung điểm hay gì đó, à mình gọi O là giao điểm mà. Rồi giả thuyết. Rồi cái thứ hai á là E, EC nè, nó sẽ bằng với EF, à, cái này cũng giả thuyết nha. Rồi vậy thì từ đây á thì mình sẽ suy ra OE, OE là đường trung bình của tam giác AFC ha. OE là đường trung bình của tam giác AFC, các bạn tự ghi nha. Rồi nó là đường trung bình đó thì mình phải suy ra nó sẽ song song, song song như bằng 1/2 đó. OE nó sẽ song song với AF ha, OE song song với AF, mà OE lại nằm trên, OE là trùng với BD đúng không? OE là trùng với BD á, hay chỗ này mình mới hay ha, hay BD cũng song song với AF đó rồi, đều phải chứng minh, được chưa? Rồi chứng minh KH song song với AC, tương tự chứng minh KH song song với AC, chứng minh sao các KH song song với AC đã có gì rồi? OA sẽ bằng với bằng gì nè? OA có bằng OD không? Thứ nhất là nhìn cái hình nè, mình sẽ thấy là OE nó sẽ bằng với OD ha. Lý do là ABC là hình chữ nhật á, nên O cách nhau tại trung điểm của mỗi đường ha. Là bốn cái đoạn này bằng nhau nè. OE bằng OD là do nó là nhật. Nên nếu tam giác EOD này nè sẽ là tam giác cân đúng không? Tam giác cân thì mình sẽ suy ra cái góc OAD sẽ bằng cái góc gì? OAD là hai góc dưới này nè, ha, sẽ bằng nhau. Rồi, mà cái góc ODE đó, ODE này nè, sẽ bằng cái gì các bạn? Sẽ bằng cái góc ODE. Rồi, từ từ nha. Rồi, thứ nhất đó, mình chứng minh được tam giác OAD là tam giác cân đúng không? Tam giác cân nghĩa là góc D, góc A này nè, sẽ bằng cái góc D nhỏ nhỏ trong đây này ha. Mà cái góc này nè, cái góc này á, chính là bằng góc nào? Góc này bằng góc nào? Bạn nào tìm được cái góc bằng O mà góc A mà góc ODA đó thì nó sẽ bằng với góc nào? Góc nào bạn nào biết? ODA sẽ bằng với góc góc gì các bạn? OBC. OBC, OBC. Chứng minh góc mình làm vậy. Mình đang làm gì? Đang chứng minh KH với AC á, nghĩa là nó phải liên quan tới vòng vòng này nè. Vậy vòng mép bên đây nè, bên đây không liên quan rồi. Nè, ta có gì? Ta có AF song song với BD. Song song á thì góc nào bằng góc nào? F gì? FA song song thì hai góc nào sẽ lấy trăm các bạn? Góc này sẽ so ra trăm mấy góc nào? Nè, Này. AF nè song song với BD đó. Vậy thì cái góc này sẽ so ra trăm mấy góc nào trên đây? Góc A đúng rồi. Để so ra trăm với cái góc A. Ủa góc F à, đồng vị chứ, góc FAD mà đúng không? Đó, nó sẽ bằng với góc FAD ha. Thấy chưa? FAD. Mà cái góc so này trong góc này sẽ bằng với góc này ha. Rồi
Mà ta có cái góc nào nữa? Cái góc OAD nó sẽ là cái gì? OAD đó. OAD là góc bên đây ha. Rồi nó có bằng với cái góc FAD không? FAD O Không bằng được thế rồi không bằng được đúng rồi. Sao ta? KH song song với KH là nằm trên đây ha. Song song với AC. AC ha. À là mình sẽ có cái gì? Là mình phải chứng minh cái góc H này nè. Góc H trên đây ha. Là góc KHA đó. Nó sẽ bằng cái góc nào cho nó song song? Nó sẽ bằng cái góc H AC đúng không? HAC ha. Đây mình chứng minh hai góc này nè. Bằng nhau đây mình sẽ chứng minh hai góc này bằng nhau ha. Rồi làm sao chứng minh được hai góc đó bằng nhau? Hình nó tí quá thì cũng không thấy gì hết. Thì khó nữa. Rồi hai góc này là bằng nhau thì hai chia ra hai cái đường. KH nó sẽ song song với AC ha. KH song song với AC. Rồi. Nè. Vì AF song song với OE đúng không? AF song song với OE nên cái góc FAH á nó có bằng với góc O này không? FAH. FAH. À không ha. FAO mới đúng, FAO mới đúng ha. Không được. Các bạn? O bằng OB không? FAO bằng cái góc AOB. AOB AOD. AOD FAO bằng cái góc AOD. Đây hai góc này có thể bằng nhau nè. FAO sẽ bằng cái góc AOD được. Rồi sao nữa? Nhưng mà sao bằng được thế? Vì AF song song với BD. Sao Nhìn đâu? C, D. Rồi làm sao các bạn? CAD, CAD. Rồi, đây là một hướng khác đi ha. No. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh cái góc này nè. HKA, HKA trên đây nè. Nó có thể bằng cái góc nào? HKA nó sẽ bằng cái góc CAD đúng không? CAD đúng không? Ví dụ cái góc H trên góc K trên đây nè, nó bằng với góc D dưới đây nè. Thì hai này nó sẽ song song với nhau này ha. Yeah. Hai nó song song với nhau. Rồi. Vậy làm sao để chứng minh hai góc trên đây nó bằng nhau? Làm vị trí đồng vị nè. Rồi góc CAD á thì nó bằng góc gì các bạn? Góc CAD á là góc trên đây nè. Nó có bằng với góc MKA không? MKA. MKA ha. Rồi làm sao để biết nó bằng góc MKA? MKA cũng chính là góc CAD đó.
C E D M K E M A K E K trên đây. Rồi, ok, ra rồi. Thứ nhất này các bạn là mình sẽ có AF song song với BD ha. AF song song với BD nên suy ra các bạn chỉ khó tìm cái góc nha. Cái góc FAK nãy giờ. FAK đó thì nó sẽ bằng một cái góc FAK sẽ bằng cái góc ODE ha. ODE thứ nhất. Được chưa? Có nhìn thấy hai góc đó không? ODE ha. Rồi, cái thứ hai á là trong cái tam giác MK MAK ha. Và ta có gì? Ta có MK nè sẽ bằng với MA ha. M nằm bên nằm giữa rồi nha. MK bằng với MA đó. Nên suy ra tam giác MAK cân. MAK cân các bạn. MAK cân. Rồi nó cân đó, thì mình sẽ suy ra hai cái góc của nó bằng nhau. Hai góc đáy của nó bằng nhau ha. Chính là cái góc MKE. MKE này nè. Sẽ bằng cái góc MKE sẽ bằng cái góc MEAK ha. Ok, rồi. Ok. Rồi, mà cái góc MAK này cũng chính là cái góc gì các bạn? FAK đúng không? MAK đó cũng chính là góc FAK nha. Được chưa? Cũng chính là bằng luôn cái góc MAK này chính là cái góc FAK ha. Được chưa? Mà AK này chính là góc FAK luôn đó ha. Rồi, vậy thì suy ra cái gì? Đây này, hãy nhấn lại nha. Thứ nhất á, là ta có AF song song với BD nên cái góc FAK nó sẽ bằng cái góc OBA đó, là hai góc nằm ở vị trí trong cùng phía đó. Ủa đúng không? Không, không. À, so đây trong chứ. Được chưa? Trong hoặc đồng vị. Rồi cái thứ hai á là trong tam giác MAK cân á thì ta sẽ có góc hai góc đáy nó bằng nhau. Được chưa? Hai góc đáy bằng nhau. Vậy thì cái MAK này cũng chính là cái góc FAK đó bằng với MA MKE đó, hai góc khác á, MKE nè, nó sẽ bằng với O OD DE ha. MKE sẽ bằng với O DE. Để M là cái giao điểm của KH với AF đó em. Cái hình giao điểm của cái hình chữ nhật nhỏ trên này nè. Thấy chưa? Giao điểm của AF và KH á, điểm M trên đây. Rồi, MKE ha. MKE thì nó sẽ bằng với cái góc OA OAD ha. Rồi. Mà cái góc OAD là bằng cái gì? Mà góc OAD là bằng với góc nhỏ này nè ha. Nên suy ra cái góc này sẽ bằng với góc trên trên đây, được chưa? Rồi mặt AD ha. Rồi, đánh nó là số 1 đi, nó là số 1. Rồi mặt khác ta có thứ nhất là OA nè. OA sẽ bằng với OD ha. Lý do đó là ABCD là hình chữ nhật ha. ABCD là hình chữ nhật. Yeah. Nên suy ra tam giác OAD cân ha. Nên suy ra được tam giác OAD cân. Suy ra tam giác OAD cân ha. Rồi nó cân thì hai góc đáy của nó sẽ bằng nhau. Rồi cân thì suy ra hai góc đáy của nó bằng nhau là cái góc OED sẽ bằng với góc ODE ha. OAD sẽ bằng với góc ODE ha. Rồi số 2.
Rồi từ 1 và 2 đó thì mình sẽ suy ra được hai cái góc. Đây, cùng bằng ODA nè, bằng ODA nè. Suy ra MKA nó sẽ bằng với OAD ha. MKA sẽ bằng với OAD. Yeah. Mà hai góc này nằm ở vị trí gì các bạn? M này, KA ha. Mà góc trên đây nè, nhỏ trên đây nè, thấy chưa? Đây. MKA là góc này, nhỏ đây nè. Ở đây màu trắng không thấy gì luôn. Thấy không? Góc nhỏ trên đây nè, thấy chưa? Thì nó sẽ bằng cái góc. Góc nhỏ như vậy ha. Mà hai góc này đem nằm ở vị trí gì? Đồng vị ha, nên nên cái đường KH này nè nó sẽ song song với A AC dạ. KH song song với AC ha. Mà xong. Hình nhỏ quá nhìn hơi rối. Được chưa? Các bạn gửi hình to các bạn sẽ thấy được cái điều này ha. Rồi câu C chứng minh 3 điểm EHK thẳng hàng. E, H, K thẳng hàng. E, H, K thẳng hàng ha. Rồi các bạn ơi, để thầy vẽ lại cái hình cái được. Thôi để gì luôn đi. Rồi. E, H, K thẳng hàng đó. Thấy ba điểm đó chưa? Rồi đằng sau cho nó thẳng hàng. E, H, K nè. Khi nào có tập về nhà với thầy xíu nữa đây chứ ngồi chờ buồn chứng bên ba cái hàng này thẳng hàng này các bạn ha, thẳng hàng ha, EHK thẳng hàng đó, nó phải thẳng hàng đó, là thầy dạy nó không có đúng đó. À, sao cho nó thẳng hàng rồi, cái này dễ lắm. Yeah, HK thẳng hàng ha. Rồi các bạn nhìn cái thầy này, thứ nhất á là mình nhìn cái tam giác nè. FAC thấy chưa? FAC ha. Thì sẽ có là gì? FAC là sẽ có FM sẽ bằng với MA đúng không? FM bằng với MA. M nằm chỗ này nè nha. FM bằng với MA ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là FE sẽ bằng với EC. FE sẽ bằng với EC ha. Vậy thì vậy thì ME là gì? ME là đường trung bình của tam giác EAC đúng không? Rồi, suy ra ME nó sẽ song song với A. Song song với AC thứ nhất ha. Rồi hồi nãy là ta có gì? Ta có KH song song với AC. Được chưa? KH song song với AC nữa. Vì từ hai cái đó kết hợp là theo chuyên đề Euclid đó, thì nó sẽ thẳng hàng, được chưa? Hiểu không? Rồi ok, xếp tam giác nè. Xếp tam giác AFC ha. AFC có. Rồi có cái thứ nhất á là điểm M, điểm M nằm ngay chỗ này nha các bạn. Điểm M nằm ngay giao điểm của KH và AF nha. Rồi M MF nó sẽ bằng với MA ha, MA. Dạ. Yeah. Lý do là cái hình mà KF HA đó là hình chữ nhật nè. Và chữ nhật thì cách nhau từ trung điểm của mỗi đường ha. Dạ, yeah. Nghĩa là nó cách đều đó. Cách đều á. Rồi. Mặt khác ta có là cái gì? E. EF này bằng với EC. Nhớ bằng EC ha. Rồi đây chính là giả thuyết, được chưa? Rồi từ hai cái này á mình sẽ suy ra. Suy ra là ME là đường trung bình ha. Tam giác AFC. ME là đường trung bình của tam giác AFC ha.
Rồi, nó được trung bình rồi thì nó sẽ song song ha, song song với cái cạnh đó. E sẽ song song với AC ha. Rồi, đó là số 1. Khỏi số 1 cũng đi ha. Rồi, mà MA song song với AC. Ở ME chứ, ME nha. ME song song với AC. Rồi, mà KH cũng song song với AC ha. Mà KH với ME là hai đường trùng nhau đó, nên nó thẳng hàng thôi chưa. Mà KH cũng song song với AC ha. Chứng minh trên chỗ này. Rồi, vậy thì từ đây mình sẽ suy ra ba điểm đó thẳng hàng ha. Dạ, ba điểm thẳng hàng. Suy ra ba điểm H. Theo tư đề còn lít này các bạn. KH này nó song song với AC. Rồi ME nó cũng song song với AC ha. Nghĩa là KH với ME cùng trùng, nó bị trùng nhau ha. Rồi thêm một dòng nữa đi. KH suy ra KH sẽ trùng với, trùng đâu rồi nhỉ? KH á, nó sẽ trùng với ME. Mà ME thì nó cũng có trùng với ai nữa? Trùng với K, KE ha. KE thì chưa. Ba này trùng nhau á thì suy ra ba cái điểm gì? K, E, H thẳng hàng ha. KHE suy ra ba điểm E, H, K thẳng hàng ha. Được chưa? Xong. Rồi quá. Ở phương em bên nhóm kia mà. Rồi được không? Xíu rồi, tiếp không các bạn? Tiếp luôn 17 không? Tiếp hai nhảy. Nó quá mà. Thầy là thầy nhóm mình cũng một cái cưới, thầy cũng không quên thầy. Mày biết cái đâu nó. Thầy định cho thêm 17 á này. Rồi 7 các bạn tự làm đi ha. Ok. Tới đây là được bài tập nhà rồi. Bài này bài khó rồi. Bài số 5 bài khó rồi đó. Thầy đừng ra bạn này em lag lắm. Về về vẽ cái hình làm lại, vẽ cái hình nó to lên một xíu làm lại được thôi. Được chưa? Vẽ cái hình to một xíu sẽ làm lại được thôi. Nhớ sửa đề chỗ này lại nha. Chỗ này chữ F mới đúng nha. F mới đúng ha. Thầy cũng không biết cái cho sơ đề nữa, mới làm luôn. Ok. Người ta lúc đi ra đủ.